Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan và xem cây tại triển lãm sinh và cảnh Hà Nội. Đây là một cây xanh này, cây xanh ba thân. Cây này là chủ sở hữu là Nam Lê, xanh ba thân. Lá cô nhỏ rất là đẹp nhé. Bông tán được làm rất là rõ ràng, răm được làm rất là chỉnh chu, nét. Cây này được để trong một cái bể xi măng. Bể này cũng là bể cũ. Màu vàng đồng rất là đẹp nha. Cây cũng khá là già rồi. Tiếp theo là một tác phẩm xanh ký đá. Cây này chủ sở hữu là Nam Lê. Cũng là một cây xanh ba thân. Ba thân được chia rất là rõ ràng. Xanh kỳ đá nhé. Bông dăm làm rất là kỹ. Cây này được trồng trong một cái chậu xi măng rất là đẹp. Dễ ôm chặt là những hòn đá này, rất là nghệ thuật nhé. Quý vị và các bạn xem tiếp nhé. Đây là một cây xanh hai thân. Cây này cũng của Nam Lê. Xanh hai thân. Quý vị và các bạn nhìn từ xa một cây xanh ký đá. Hòn đá cũng rất là đẹp nhé. Cây được làm rất là phiêu. Chủ nhân là Dương Văn Hoạch. Tác phẩm xanh cổ Long Vũ. Đây là một cây xanh Nam Điền, nó cực kỳ già. Quý vị các bạn xem kỹ nhé. Độ già khô và cái độ chùn nhũn của nó này. Rất là mềm dẻo nhé. Và cũng có những cái nét nghịch xuống này, lên này. Hòn đá cao. Rất là phiêu. Chỗ này là cả một khối đá tự nhiên nhé, rất là đẹp. Có lẽ là phụ họa thêm một vài hòn đá khác vào đây. Rất tuyệt vời nhé. Dễ nó ôm chặt lấy những hòn đá như này.
Đây cũng là cây xanh giáng cổ này. Cây xanh này cũng của Lam Lê này. Một tác phẩm xanh rất là tuyệt vời. Bông dăm được vẽ rất là đẹp. Chủ sở hữu là Nam Lê này, xanh trực cổ. Cắt giật rất là kỹ nhé. Bên kia có cả cây bưởi này. Xanh. Xanh ký đá. Quý vị và các bạn xem tiếp một cây xanh nhé. Quý vị và các bạn xem gần để thấy được chi tiết và độ già của cây xanh này nhé. Bóng của cây này. Bông dăm được làm rất là nét, mịn. Lá được cô nhỏ, rất là đều và đẹp nhé. Nhìn quá là mê luôn. Chỗ này có đôi tùng La Hán này.